MC Lại Văn Sâm gặp phải tai nạn khi đi làm. Xin lỗi khán giả ra khỏi sân khấu vì sự cố bất ngờ này. Chương trình Ký ức vui vẻ mới đây với sự xuất hiện của Hoa hậu Mai Phương Thúy, MC Bạch Công Khanh, ca sĩ Thu Thủy cùng diễn viên Lê Quốc Nam đã mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc tuyệt vời. Những vị khách mời đáng yêu cũng bày tỏ tình cảm của mình với MC Lại Văn Sâm. Đã từ rất lâu rồi tôi không tham gia và nhận bất kỳ một game show nào nữa vì tôi có nhiều công việc khác. Sở dĩ như vậy vì tôi tự thấy không theo kịp mọi người, xã hội, cuộc sống bây giờ. Tôi cũng không đủ năng lượng như ngày xưa để theo kịp các bạn trẻ. Điều đầu tiên khiến tôi nhận lời tham gia chương trình là vì MC Lại Văn Sâm. Cái này là tôi nói thật lòng. Tôi cực kỳ thích anh Lại Văn Sâm. Tôi rất mong muốn có một chương trình được làm việc chung với anh Lại Văn Sâm từ lâu rồi. Và hôm nay tôi đã làm được điều đó. Tôi muốn tìm lại một phần ký ức đã mất của mình. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nghe vậy liền nói: hóa ra anh Lê Quốc Nam thích mỗi Lại Văn Sâm chứ không thích tôi. Tình hình này căng rồi. Hoa hậu Mai Phương Thúy đến với chương trình là do ham vui và còn ca sĩ Thu Thủy thì chia sẻ: tôi đang rất hạnh phúc, tôi coi chương trình này rất nhiều. Một năm trước tôi sinh con, một năm trời tôi ở nhà không làm gì chỉ xem chương trình này. Vì thế nên tôi cứ mong sinh cho xong để được tham gia chương trình. Cuối cùng thì ngày hôm nay tôi đã thực hiện được điều đó. Trong chương trình ngày hôm ấy, MC Lại Văn Sâm cũng bị vướng phải một sự cố, khiến anh phải gửi lời xin lỗi đến các khán giả và xin ra ngoài để xử lý. Chắc mọi người đang để ý chiếc áo vest tôi đang mặc có vấn đề gì mà lại bẩn thế này. Tôi vừa gặp một tai nạn. Những người làm đạo cụ sân khấu cho chương trình luôn phải chuẩn bị bối cảnh, đạo cụ cho từng tiết mục, phần thi và quá trình chuẩn bị diễn ra liên tục. Họ đang quét sơn thì tôi vô tình đi qua và bị quẹt ngay một mảng lớn vào, hỏng hết áo. Tôi rất xin lỗi vì đã mặc chiếc áo bẩn này lên sóng. Quý vị cho phép tôi được cởi áo ra ngoài để mặc áo sơ mi bên trong dẫn chương trình cho tới cùng. Thấy người anh như vậy, Tiến Luật đã trêu đùa: may mà anh Lại Văn Sâm gặp tai nạn ở áo, chứ nó mà dính vào quần thì không biết như thế nào. MC Lại Văn Sâm cũng đáp lời đầy dí dỏm: xin lỗi nhé, nó dính vào quần thì đơn giản hơn rất nhiều, vì tôi ngồi ở đây không ai nhìn thấy gì.